cú ra sao sẽ là đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết King Cup 2019. Họ đã đánh bại Ấn Độ 3-1 ở trận bán kết diễn ra trước đó. Curaçao là đại diện đến từ khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe. Họ là quốc gia thuộc địa của đế quốc Hà Lan. Khi đó, quốc gia này xâm chiếm các thuộc địa khác của vùng biển Caribe và khu vực Bắc Mỹ. Do là thuộc địa của Hà Lan trước đây, vì vậy Curaçao mang nhiều ảnh hưởng từ Hà Lan, từ xuất xứ cho đến ngôn ngữ chính thống của quốc gia này. Đa số các cầu thủ Curaçao đều thi đấu tại Hà Lan. Huyền thoại bóng đá Hà Lan Patrick Kluivert cũng có xuất thân từ Curaçao. Kluivert còn dẫn dắt cho đội tuyển nước này trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2016. Cựu tiền đạo của Barcelona là người tiền nhiệm của huấn luyện viên đương nhiệm Renko Vicentini. Có 13 trên 21 cầu thủ Curaçao đang thi đấu tại các câu lạc bộ của Hà Lan. Đa số họ đều đang thi đấu tại giải đấu cao nhất của bóng đá Hà Lan. Cầu thủ lừng danh nhất trong đội hình của Curaçao sang Thái Lan lần này chính là Cuco Martina. Hiện đang khoác áo cho câu lạc bộ Feyenoord dành cho mượn từ Everton. Ngoài ra, còn có những cầu thủ gốc Curaçao đang khoác áo cho đội tuyển Hà Lan. Đó bao gồm Richard Bajua của câu lạc bộ Wolfsburg, Vunen Anita của câu lạc bộ Leeds United, Jesse William của cầu thủ trẻ nhất Euro 2012. Nhiều cầu thủ đang khoác áo cho đội tuyển Curaçao đều từng phục vụ cho các đội tuyển trẻ Hà Lan. Tuy nhiên, do bóng đá Hà Lan sản sinh quá nhiều tài năng, vì thế họ trở về để khoác áo cho đội bóng quê hương. Curaçao dự kiến cúp 2019 nhằm cọ sát trước thềm cúp vàng CONCACAF 2019. Đây là giải đấu hàng đầu dành cho các đội tuyển của CONCACAF diễn ra vào giữa tháng 6 này. Đó là lần thứ hai Curaçao dự Gold Cup kể từ khi Auteuil thuộc Hà Lan tan rã vào năm 2010. Curaçao đã từng là nhà vô địch của Caribe Cup vào năm 2017. Trên bảng xếp hạng FIFA, Curaçao đang đứng thứ 82 thế giới và thứ 9 khu vực CONCACAF. Họ được xem là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch King Cup 2019. Tại Gold Cup 2019, đội tuyển Curaçao ở bảng C cùng với các đội bóng đồng chủ nhà là Jamaica, Honduras và El Salvador. Thành tích tốt nhất trong lịch sử Gold Cup là hai lần đứng hạng 3 vào các năm 1963 và 1969. Trong trận đầu tiên tại King Cup 2019, Curaçao đánh bại Ấn Độ 3-1 để vào chung kết gặp đội tuyển Việt Nam. Xem ra, đây chính là đối thủ cực mạnh đối với thầy trò của huấn luyện viên Park Hang-seo, nhất là khi đối thủ đang chuẩn bị cho giải đấu cùng cấp độ tương đương với Asian Cup.